Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ các bạn cách bắt một cái bông hồng nha các bạn. Thì đây là một cái chuôi, một cái đầu chuôi mà bề ngang một phân các bạn, một đầu hở, một đầu dẹp, một đầu lớn, đầu nhỏ nè các bạn. Rồi giờ đây là một cây dù, thì cây dù này mua rất là rẻ tiền chứ không có mắc tiền đâu. Cái chuôi này cũng là rẻ tiền luôn, có vài ngàn cái thôi. Đấy. Trước hết mình độn ở dưới này là cho bông hồng nó cao nha các bạn, độn cái đế bông hồng. Cho nó cao lên rồi lát mình bắt sơm lên nè. Hãy mình đưa cái tay mình nó chậm thì cái cánh bông hồng nó dúng, còn mình đưa nó nhanh thì cái cánh hồng nó lại là không có dúng đâu nha các bạn. Đó. Mình muốn nó không nở thì mình đưa túm nó lên, còn mình muốn nở thì mình nơ mình khi mà mình ấy ra là mình đưa cái cánh này ra nè, bạn thấy không? Mình làm rất là chậm cho các bạn theo dõi kịp nha. Khi mà các bạn đưa nó qua là các bạn phải dở cái tay lên, dở cái tay lên nè, giở cái tay đồng thời bóp nhanh bóp mạnh nữa cho nó ra nè các bạn. Bạn thấy không, đây là cái bông hồng. Chúng ta cứ làm xen kẽ như vậy. Đây là cái bông hồng. Rồi để xuống cái bánh kem, nếu mà chúng ta muốn cho nó cao lên để chúng ta đi lá thì chúng ta có thể bóp kem trước các bạn. Bóp kem trước. Đặng cho cái bông hồng nó cao lên. Đó. Các bạn nha, đây là cái bông hồng. Chúng ta làm thêm một cái nữa nha. Không có khó đâu các bạn. Lúc đầu các bạn xay nè, xay bạn lấy cái đế cho bông hồng mình nó cao đó các bạn. Đi nhanh thì cái cánh hồng của mình nó không có dúng, còn mình đi chậm á, mình bóp chậm á thì cái cánh hồng nó dúng nha. À đó, thấy không? Chúng ta cứ bắt xen kẽ nhau các bạn. Thấy cái tay này các bạn bóp kem thì cái tay cầm dù thì các bạn phải xoay cây dù thì cái cánh của chúng ta nó mới tròn. Thấy chưa? Cánh chúng ta mới tròn. Rồi đây là một cái bông hồng thứ hai nè, mình làm hơi nở hơn nè. Bạn thấy không? Đó, đó là cái cách cắt bắt bông hồng căn bản nhất của cái ổ bánh kem mà chúng ta thực hiện, là chúng ta phải biết bắt cái bông hồng các bạn. Ta làm thế tiếp nè. Nếu mà mấy cái cánh nó đi ra như thế này thì các bạn dùng cái chuôi các bạn đưa nó vô nha. Nếu các bạn muốn nở thì các bạn đưa cái cánh ra ngoài nhiều, còn các bạn muốn bóp thì các bạn không có đưa cái cánh ra ngoài nhiều nha các bạn.
Để thực hiện trang trí một cái bánh kem đơn giản nhất là chúng ta phải biết bắt những cái bông hồng. Đó, cái này mình làm cánh nở nè. Thế ai muốn nở thì mình cho nở, ai muốn búp cho búp. Nhưng mà các bạn muốn nở thì các bạn bóp mạnh nó lên và các bạn đưa nó ra. Bóp mạnh như lên ha, các bạn đưa cái này ra. Đưa cái chui ra nha. Nè, cái bông hồng này là bông hồng nở đó các bạn. Nha, nở cánh mà, rất là đẹp ha. Đó, mình để xuống đây. Thì thường á, người ta để vô cái nước đá đó các bạn, thường để vô nước đá để mà cho nó cứng, mình dễ để vô bánh kem. Còn hôm nay mình không có làm nước đá cho nên mình để đại. Nếu mà các bạn muốn cái bắt cái bông cho nó cao lên thì các bạn làm một cái nền, các bạn làm một đụng kem ở đây nè, rồi một các bạn để bông hồng lên, các lát các bạn đi lá nha. Bây giờ sẵn đây mình chỉ cho các bạn đi lá luôn. Bạn biết đây là cái chui lá nè, cái chui lá nó có ba chia, hai chia trên và một chia dưới đó các bạn, một chia trên và hai chia dưới nè. Cái màu này là cái màu biển biển chứ không phải màu lá nha các bạn, nhưng mà mình đưa vô sẵn đây mình làm luôn. Đó, các bạn cứ bóp nó ra hình cái lá đó. Đó. Bạn thấy không? Thường thường người ta đi lá mà màu khác, màu trắng hoặc là màu biển á thì nó mới tây cái bánh nha các bạn. Thường bánh tây người ta làm người ta đi cái lá màu màu khác không à, màu biển hoặc là màu trắng, có khi người ta đi màu nâu đó. Mình bắt chậm cho các bạn xem. Còn nếu 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 mình muốn bắt điệu đà thì mình làm thêm như vậy nè các bạn. Mình bắt dài 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 đây mình chơi nha. Cái chui này thì tùy theo cách bắt nè các bạn. Chiều rồi, cái tay nó yếu rồi đó, các bạn thấy không, các băng bắt bông hồng là như vậy. Nhưng mà đây là những cái căn bản nhất mà chúng ta phải biết làm nha.